gửi máy thở, nhưng mà tại vì nhà có nhân viên y tế cho nên người ta đi mua giùm luôn. Có luôn, có hết luôn, có đủ hết rồi. Có đủ rồi. Rồi có đủ rồi là cái này không cần nữa đúng không anh? Không biết nữa, tại vì mình nghĩ là mình có thể để dự phòng, nhưng mà... Mà nhà anh có máy thở rồi đúng chưa? Có rồi. Máy thở điện đúng không? Ừ. Rồi đâu cần oxy nữa. Dạ. Dạ. À, mình tưởng là để... bổ sung hay gì đó. Xin lỗi nha. Dạ, không sao đâu. Rồi, em cảm ơn nha. Dạ rồi. Xin chào quý khán giả, thì hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2021. Thì bây giờ cũng đã là 10 giờ rưỡi khuya rồi. Thì con với là anh Phi có nhận được sự điều động là đi hỗ trợ oxy cho bà con. Thì hôm nay đồng hành với con là anh Tài Thiên. Đây anh Phi. Hello, chào cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là ban đêm đó, thì đội cứu thương không đồng của chú Tấm Sen sẽ chở oxy đi hỗ trợ cho các bà con đang bị khó thở, với lại không kịp đi đến bệnh viện, tại vì bệnh viện lúc này đông lắm nha cả nhà. Thì cho người ta oxy trước, thở tại nhà trước, rồi sau đó sẽ có nhân viên y tế lại đó. Thì nhiệm vụ của tụi con bây giờ là giao oxy ban đêm, còn ban ngày thì đi chở cái bệnh nhân đi cách ly, xong rồi chở các bệnh nhân đi từ điểm cách ly về nhà. Đó, cả nhà, thì mùa dịch thì làm được gì làm, sư phụ nói vậy, giúp bà con được gì thì mình giúp. Rồi xin mời cả nhà theo dõi clip của hai anh em con với Hiếu nhỏ. Chỗ lô về chỗ nào vậy? Em đang ở Trần Nhân Tôn nè. Trần Tôn lô B với Louis. Lô B với Louis đó, anh biết nằm đâu không? Bây giờ anh xuống anh báo giùm em một tin ở dưới đi, gửi với chị á. À, anh cho Dương anh báo cái đó. Cho Dương biết cái. Rồi. Lô B với Louis là nằm ngoài Trần Nhân Tôn luôn đúng không anh? Đúng rồi, anh đang đi đường Nhân Tôn mà anh tới khúc lô B Louis anh làm chạy xuống đây. Dạ dạ dạ. Thì sau khi sau khoảng thời gian di chuyển thì con với anh Phi cũng gần sắp tới được nơi mà của bệnh nhân đang cần hỗ trợ oxy như vậy. Thì ở đây cũng là thuộc khu vực phong tỏa. Ủa anh Lô V, Lô X nằm đâu anh? Lô V á. Thì nếu mà muốn vào khu vực này thì phải xin phép công an ở đây như vậy. Dạ. Năm mai chẳng nhân tôn luôn hả? Rồi thì bây giờ con xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem hành trình của dạ. Con với anh Phi nha quý khán giả. Dạ. Con cảm ơn nha. Dạ vâng, thì bây giờ xe sẽ vào không được nguyên dạ. Tại vì đây cũng là khu vực cách ly y tế tập trung. Thì cũng có mấy cái hàng rào gai. Nên là giờ anh Phi sẽ đem vác thêm oxy đi bộ vô cho nguyên dạ. Đó, có mấy chú văn phòng lại hướng dẫn. Vậy ở đây chú giúp con ở đây xíu nha, chú luôn chú coi con đi xe xíu nha, được không? Thì đây cũng là thuộc khu vực phong tỏa, bây giờ có người cần hỗ trợ oxy nên là tụi con cũng hỗ trợ hết mình là cho bà con kịp thời thở lại, vì nó hàng rào gai nên là không thể nào mà đi qua được. Bây giờ anh Phi sẽ vác bình oxy vô. Vô đó, xe vô đâu luôn. Bây giờ người ta chạy góc bắt công xe tới vô lui được.
Chú có con giờ xíu là được rồi. Ồ, nhưng mà vét vét vô như vậy. Ở cửa lấy cái chai sụp cồn. Ồ, thì không thể nào quên được là bình cồn xịt khuẩn như vậy. À, bên kia. Đó thì ở đây cũng là khu vực cách ly. Nên anh em cũng phải kỹ. Rồi, con xin mời con giả tiếp tục đón xem nha. Thì bây giờ anh Phi sẽ vác bình oxy lên cho cụ thở như vậy. Thì tới tận lầu 2 lần. Tại vì ngoài thì ngoài cửa thì quý vị cũng có khán giả không thấy rồi. Hàng rào ngoài gai nên là không thể nào mà chạy xe vào được không như vậy. Nên là anh em chịu khó vét vô giúp để hỗ trợ cho mọi người. Lên nữa hay chưa? Lâu ngay. Đầu 2 hả? Đó thì chỉ cần là bà con cần là anh em ta hỗ trợ hết mình để cho bà con có lại cái hơi thở luôn vậy. Tại vì khi hai lầu rồi quý vị ạ. Mở cái đèn lên cho mình đây. Đang mượn trên suối. Suối nước đặng thở rồi. Có nước không? Nhà có nước không? Đi nha. Ông ơi, cố lên nha ông, có oxy thở rồi nha ông, không sao hết, cố lên nha ông. À, thì cũng cái nhà của ông, cũng như vậy. Nhà cũng hơi tối. Em đổ cho chai cho lại. Đổ vô đây nè. Đổ nước uống. Nửa chai đi thôi. Không tới nửa chai, ít thôi. Đổ nước uống hay nước bình thường? Nước uống á. Chú uống nước này được không ạ? Không, con đặng cho chú uống thở. Cho chú uống hả? Ba tắt cái quạt thành công. Giờ nằm dưỡng. Thở được không? Thở được không? Khỏe chưa? Thở được không? Thở được chưa? Được rồi phải không? Ok ha. Anh cái này là chỉnh lớn nhỏ nha. Cái nút này nè.
nè, lúc này chỉnh lớn nhỏ nè. Nếu mà anh chú mà ông mà thở không thấy khó khó thở quá, thấy cái bình này là nó xẹp xuống quá thì anh chỉnh lớn lên xíu nha. Rồi rồi xong nha, ráng thở khỏe nha ông. Rồi con về nha. Rồi chào gia đình con về. Dạ xài hết xong đợi đó. Cái bình này bình gì chứ? Dạ bình gì nữa? À cái là cái hết cái lượng, cái để nó hết cái lượng nước này xong rồi cứ đi nữa không không. Bây giờ tụi con cũng mong rồi con thì tụi con sẽ xanh quá một đường bây giờ nó có cái đồng hồ đây nè, thấy cái đèn cho anh mượn coi đây, thấy đồng hồ không, thấy chưa? Ờ chừng nào nó cứ mất đỏ là hết oxy nha, là phá rồi nha, phá là phá phá cái phanh này, phanh này cũng được phá chịu cho đồng hồ đúng rồi. Từ nào nó thấy cái nước này nó lên bọt nó là phá rồi kìa. Không á, thấy màu đỏ là lên nó phá. Phá lại. Phá lại thì là chỗ này nó ngừng là phá được. Đúng không? Dạ. Nó đỏ đây phá. Đúng rồi, đây nghe đồng hồ là mức đỏ này. Đỏ đúng rồi. Rồi nha, chào nha. Rồi chào cái nhà. Chào bà luôn con về bà ơi. Rồi, ráng khỏe nha ông. Đi con về nha. Điện nữa không có không nghe máy luôn cả nhà ơi. Ba cuộc rồi nha cả nhà. Alo. Ờ cô điện con cô nhờ ở xin oxy đúng không cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ vậy mở cửa ra đi chứng cửa giùm con cái, nó con đứng nãy giờ rồi nè, con điện qua không mất máy. Dạ. Dạ. Dạ để kêu con bé nó xuống. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Đi sốc quần luôn dạ. Rồi hello, xin chào quý khán giả. Thì sau khi mà liên lạc hai cuộc đầu thì cô không nghe máy, thì bây giờ cuộc thứ ba thì cô cũng đã nghe. Thì bây giờ tụi con sẽ tiếp tục cái oxy để hỗ trợ cho cô nghe quý khán giả. Thì đây cũng là khu vực phong tỏa luôn nha. Đây hôm nay đây bị dẫn dây cho quý khán giả. Đây là khu vực nhân dây như vậy. Ở đâu người nào? Dạ. Ai thở? Trên lầu hả? Dạ. Lấy cho em chai nước suối lên. Chai nước muối. Chai nước suối anh. Đó, nhận anh trước thì lấy nước suối luôn. Dẫn lên lầu anh ơi. Dạ. Anh đi đâu hả? À, khác rồi. Trời ơi. Trời ơi, mất lại được rồi, hồi em còn ra nữa, phá gì chị. Mấy em cây suối luôn đi. Nào trời, nước suối. Nước suối đặng đựng vô cái bình này, đặng tôi thở. Lấy đi, lấy đi. Mất chai nước, nó đựng cho bình ra đây đi. Mở chai thôi. Ủa mà có máy thở rồi vậy thì cái này nó dự phòng thôi hả? Ừ. Mình có máy thở rồi. Có máy thở rồi hả? Nhưng mà chắc mình để dự phòng được không? Máy thở. Cái điện anh cần cái gì? Sao? Anh ăn điện, anh cần cái gì á? À, em không có điện, đó là mẹ em điện đó. À. Thì tại vì hồi nãy là vừa đổ ra, đổ thôi. Tới đây được. Tới đây được. Tới đây là. Làm sao anh? Là khi nãy là gọi đi cấp cứu mà không có bệnh viện á, chứ là người gọi nhờ gửi máy thở, nhưng mà tại vì nhà có nhân viên y tế cho nên người ta đi mua giùm luôn. Có luôn, có hết luôn, có đủ hết rồi. Có đủ rồi. Rồi có đủ rồi là cái này không cần nữa đúng không anh?
Không biết nữa, tại vì mình nghĩ là mình có thể để dự phòng, nhưng mà... Mà nhà anh có máy thở rồi đúng chưa? Rồi. Máy thở điện đúng không? Ừ. Rồi đâu cần oxy nữa. Dạ. Dạ. À, mình tưởng là để... bổ sung hay gì đó. Xin lỗi nha. Dạ, không sao đâu. Rồi, em cảm ơn nha. Dạ rồi, dạ mở cửa. Nhà có nhân viên tới sẵn luôn anh. Gia đình có thì người ta chuyển qua chứ giờ chỉ có em ở nhà. À. Xin cảm ơn. Dạ dạ dạ. Không sao chứ. Dắt rồi dắt vô, bây giờ anh Huy dắt ra. Nãy anh đi hai cầu giờ anh dắt ra dắt vô à Huy dạ. Trong này anh giảm được mấy kilo luôn. Nãy anh đi hai tầng, giờ anh mới dắt ra dắt vô. Còn anh bây giờ anh dắt ra lại. Thì do là nhà thì có nhân viên y tế, cũng có máy thở đầy đủ rồi. Nên là không có cần nữa, thì mình cũng thông cảm với người ta. Miễn sao là người ta thở được kịp thời là tụi con cũng vui rồi. Thì bây giờ sẽ đem cái bình này về để hỗ trợ tiếp cho bà con tiếp theo nha quý khán giả. Thôi anh Phi dắt ra hai tầng lầu. Bây giờ dắt vô, không giờ dắt ra. Thì qua tới đây cũng Bình Thạnh rồi. Cũng 11 giờ rưỡi khuya rồi. Dạ thì là do cái ca này là gia đình cô có người làm trong y tế và cũng có máy thở điện, nên là bây giờ tụi con sẽ đem bình oxy này về để tiếp tục hỗ trợ cho bà con. Thì cũng mừng cho cô là cô được thở kịp thời. Rồi anh Phi có nói gì với khán giả không anh Phi? Thở thì thiếu không? Hello, chào cả nhà. Thì cũng mừng là nhà cô có đầy đủ tiện nghi, thì có nhân viên y tế hết rồi, thì cũng có kịp lúc. Tại vì nhà không biết á, thì người ta chỉ xin xe đặng đi cấp cứu thôi. Nhưng mà bên nhân viên y tế bên nhà của em, nãy em nói là bên bệnh viện người ta không còn chỗ sao hay sao đó. Nãy em đó nói cũng nghe cũng không rõ đó. Rồi nên cũng bình oxy này em hỏi là các em đó, thì em nói họ cũng không cần, tại có oxy có máy thở rồi thôi, nên không nên nhường lại cho người khác, nên em quyết định là em sẽ trở về. Rồi thì anh Phi anh dắt cái bình, hồi nãy quý vị khán giả xem clip thì cũng thấy rồi, anh dắt cái bình tới lầu 2, thì bây giờ anh mới dắt cái bình vô vô đường tới nhà, xong rồi anh phải dắt cái bình ra. Rồi sau kỳ này anh giảm được mấy kilo luôn anh Phi? À, giúp được bà con mà giảm cân nữa, có còn gì bằng nữa em. À, thì cũng may cho cô là cũng thở kịp lúc, thì cũng chúc mừng cho cô. Thì bây giờ con với anh Phi quay trở lại hội để nhận sự điều động của sư phụ để tiếp tục những ca hỗ trợ bà con cần oxy gấp nha quý khán giả. Thì con đừng quên sau cùng clip thì con xin chúc quý vị khán giả, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước được thật là nhiều sức khỏe, và đừng quên thực hiện đúng chỉ thị 16 của chính phủ đưa ra. Thì cuối clip quý vị khán giả đừng quên like và subscribe, chia sẻ cho kênh Hội Thiện Nguyện BDS, kênh Tám Sen Chén Cơm Ấm Lòng, Tám Sen Nhiều Chuyện, và kênh của cô là Thủy Cuộc Sống Đời Thường. Dạ, tạm biệt quý vị khán giả. Đây anh Phi, chào quý vị khán giả anh Phi. Chào quý vị khán giả nha. Thôi, chúc các khán giả buổi tối ngủ ngon nha. Chúc sức khỏe mọi người trong mùa dịch luôn nha. Rồi chào cả nhà, nhớ like và subscribe, chia sẻ với tùm lum. Nói chung nhớ like và chia sẻ kênh của Hội Thiện Nguyện BDS nha cả nhà. Kênh của chú Tám Sang Nhiều Chuyện và kênh Trang Sang Chén Cơm Ấm Lòng, với kênh của cô Thủy Cuộc Sống Đời Thường luôn nha cả nhà. Rồi con chào cả nhà. Rồi quý vị quý khán giả đừng quên hẹn quý vị khán giả ở lại những video clip sau nha.